Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trên chợ mạng gần đây, liên tục xuất hiện các bài đăng thu mua xác ve sầu với giá tiền triệu, đắt nhất lên đến 2,2 triệu đồng 1 kg. Các bài viết đều nhấn mạnh có bao nhiêu xác ve sầu, thương lái cũng sẽ thu mua bấy nhiêu. Hà Văn Tê, Cao Bằng, một người chuyên thu mua sắc ve sầu cho biết, chỉ cần có hàng gửi xe khách về Cao Bằng là T nhận thu mua hết. Hà Văn T hướng dẫn, vì sắc ve sầu chia ra làm 4 đến 5 loại khác nhau với giá mua cũng khác nhau, nên các anh đi thu sắc ve sầu về thì nhớ chia riêng ra, loại to sẽ được mua với giá tiền cao, đắt nhất là loại sắc to, chiều dài khoảng 3 cm màu đậm với giá thu mua là 2,2 triệu đồng một kg. Loại nhỏ hơn, nhạt mỏng hơn thì giá rẻ hơn. Để chính xác nhất, khi gom được xác ve sầu, hãy chụp ảnh lại từng loại, gửi qua cho tôi, tôi sẽ báo giá. Chị Tòng Thị Tê, Mai Sơn Sơn La cho biết, mỗi năm chị thu mua được 4 đến 5 tạ xác ve sầu để bán cho thương lái Trung Quốc. Họ mua 7 đến 8 năm nay rồi. Mới đầu nghe họ nói mua xác ve sầu tôi cũng không tin. Cứ nghĩ là họ treo đùa vì xác ve nhẹ như bông, biết bao giờ mới nhặt đủ 1kg để bán. Sau này mới biết họ mua thật giá lại còn cao, thấp nhất là 400 đến 500 000 đồng một kg, cao nhất là hơn 2 triệu đồng một kg. Từng đi nhặt xác ve sầu để bán hơn 5 năm qua, anh Thanh trú tại xã Trường Rong, Mai Sơn Sơn La cho biết, những loại xác ve sầu tại địa phương giá cao nhất anh bán được là 1,2 triệu đồng một kg. Theo anh Thanh, xác ve sầu có nhiều nhất ở nương cà phê và bơ. Người dân thường chỉ bắt ve sầu non để bán với giá vài trăm nghìn đồng một kg. Xác ve sầu sau khi lột còn vương lại trên thân cây, lá cây và mặt đất nhưng ít người nhặt vì biết bao giờ mới gom đủ 1kg. Anh Thanh cho biết thêm, trước đây thương lái thu mua sắc ve sầu với giá chỉ 300.000 đồng một kg Những năm gần đây, giá thu mua loại hàng này lại ngày một cao, bây giờ đã lên đến hơn 2 triệu đồng một kg anh Thành giải thích, xác ve sầu được gọi là thuyền thoái hay thuyền xác là một loại dược liệu trong đông y có nhiều tác dụng đối với sức khỏe y tế như thanh nhiệt, phong trần, giải kinh, tiêu viêm. Do đó người xưa đã dùng xác ve sầu để làm ra rất nhiều bài thuốc, cho đến ngày nay vẫn còn được lưu truyền trong dân gian. Theo bà DH, một thương lái thu mua xác ve sầu ở khu vực huyện Ngọc Hồi, Con Tum. Ve sầu có hai loại, một loại xác mỏng có màu đỏ tươi, một loại xác dày có màu tối sậm hơn. Loại xác mỏng giá thấp hơn loại xác dày. Giá xác ve cũng dao động từ 800.000 đến 1 triệu đồng một kg. Từ nhiều ngày qua, bà DH tìm mua xác ve sầu rồi bán lại cho thương lái Trung Quốc. Để có đủ hàng bán cho thương lái nước ngoài, những thương lái ở Con Tum không ngại mua từ một lạng cho đến vài tạ, bao nhiêu cũng mua, không giới hạn khối lượng. Không chỉ bà LS mà còn rất nhiều thương lái khác đang lùng mua sắc ve sầu với giá dao động từ 700.000 đồng 1 kg đến 2 triệu đồng 1 kg. Càng ngày giá của loại mặt hàng này càng được đẩy lên cao đến chóng mặt, thậm chí có nhiều người còn bỏ giờ công việc làm nông để tìm gom sắc ve sầu. Theo ông Nguyễn Thanh Nghi, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hồi, huyện đã nắm được thông tin thương lái trên địa bàn thu mua xác vây sầu. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các xã kiểm tra, giả soát lại tình trạng thương lái thu mua xác vây sầu. Huyện cũng yêu cầu các xã tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Động cơ mục đích của thương lái trong việc thu mua xác vây sầu là gì? Trên cơ sở báo cáo của các xã huyện sẽ có những chỉ đạo khuyến cáo cụ thể.